Dạ em đây quý vị, với cái sự cảm ơn ơn trên và nghề nghiệp của em, âm nhạc đã cho em một tương lai tươi đẹp như bây giờ. Em ê trời ơi, em nói xong đã, em mặc một bộ đồ trong MV sắp tới của em sắp ra mắt vào ngày 13 tháng 11, sẵn tiện em PR thôi chứ không gì hết. Mấy giờ em ra? Dạ 20 giờ ngày 13 tháng 11, YouTube official Ali Hoàng Dương. Thật ra là chỉ có mặc bộ đồ đẹp là tại vì mình PR luôn đó, tại vì em đang nhân dịp nè, mà lên kênh của anh chị thì đó mình PR cho này luôn. Vậy thôi. Công xuân nha. Mọi người nhìn em đây. Cái lúc này ở trong MV nha mọi người nha. Nhớ like và share MV cho Ali Hoàng Dương nha mọi người nha. Dạ cảm ơn nhiều. Mọi người ơi, bây giờ ngồi xuống nào mọi người. Ngồi xuống đất đây. Anh xin để dõi mọi người đi anh xin. Xuống đi, ngồi xuống. Rồi, ngồi chung không tí. Ngồi xuống. Coi chừng nó giống trời cho gắn bi, nó bắt hai chồng mình lỗi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Còn cái con máy báo kia đó. Con máy báo luôn. Tập trung vào bên kia đi. Mọi người tập trung vào bên kia. Tao tự quý hiếp tao luôn. Tự hiếp. Tập trung đi. Rồi. Mọi người, hai người ở đây qua bên kia luôn đi. Ba đây. Hai người kia qua bên kia luôn. Bắn mày à, mẹ. Em là đâu? Quá lưng. Đây được không ạ? Quá lưng, được. Rồi. Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tham gia một cuộc chơi. Thắng thì được. Giải nhất 500, giải nhì 200, giải ba 100. Ok, hợp lý. Bà ơi, thôi dở hẹ. Mỗi đồ tôi nạo dáng, mỗi chân, tôi không quay mấy cái kia. Rồi, vậy đó mọi người. Chà. Đó đó, cho mẹ, đứng đi. Được rồi. Cái gì? Và bây giờ mọi người sẽ xoay một vòng và trúng cái giấy gì thì mọi người cứ lấy ra cái giấy đó thì lúc đó mới biết là cái đó là cái gì. À, ai là người đầu tiên? Ta sẽ gieo sự chết chóc cho các người. Thôi anh đang để rồi. Sao nó cái nó có trở người đầu tiên mà sao? Quay đầu tiên mà gãy lộ. Quay đeo mặt nạ vô đi nó đẹp hơn á. Ừ. Em nhìn giống quá. Có rồi. Đây. Rồi. Đầu tiên đây. Cái này anh lấy. Rồi anh giật đi, anh giật ra đi. Đừng mở. Hai không cho mở. Chưa đừng mở. Đừng mở nha. Dạ, đừng mở. Lấy giấy mình chưa mở, mình về chỗ. Về chỗ. Rồi về chỗ. Rồi. Bà Tiên ngồi xuống, Rồi. Lao cái gì. Mẹ hay bán bánh phải không? Đúng rồi. Phải đó, bữa nay mặc có cái gì cái bánh luôn. Bối cát. Wow, rồi màu vàng may quá, không có bị phạt. Rồi, lấy. Tập trung nè. Trời ơi. Màu gì vậy? Màu hồng. Cách xem. À, không phải. Màu hồng. Rồi, chơi luôn. Đi lên đây rồi. Quay nào, quay bỏ điện thoại đó nè. Vô, màu đỏ. Ok, Ali về có lấy hình không? Có chứ, phải lấy em chứ. Lấy chứ, lấy, có lấy. Có lấy hình không? Tay rớt nè. Có. Rồi, lấy luôn. Đúng rồi. Màu cam, rồi. Quay bên nào? Mẹ quay bên nào? Quay cho em quay cái mặt gì cái gì ăn? Cái mặt vậy không bà nãy ra đường, tôi tưởng quyền chồng quýnh đó cái gì. Đây nè, rồi. Xanh đậm á. Rồi, xanh đậm nha. Rồi, tới tiếp. Cúp biển mới mọc đang khôn. Biển đi đứng cũng khó khăn. Bóc đồ cũng khó khăn. Ăn nói cũng khó khăn. Đấy, tôi sẽ quay bằng cái quéo này cho mọi người coi. Bây giờ mày quay bằng cái móc quéo đi. Được đó. Màu tím. Vô. Vô. Rồi, tiếp tục. Mời biển về, người tiếp. Cái ô phạt ít quá, nó dẫu mày bị phạt hết trơn. Mày biết. Next people. Oh, okay. Rồi. Mày đó, có mình mày chưa đó. Mày nhắc người ta không? Nhỏ xấu nhất hồi mà. Tôi nói thiệt cái đời này chưa bao giờ tôi thấy ai Halloween mà cosplay cây chổi. Áo bà ba mà tóc da đen. Tao cái gì đâu. Chung cái gì đây? Rồi, màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Màu đầu chị luôn đó. Ê, nó mờ. Rồi, màu đầu luôn. Đi tắm à. Ủa em làm model xong em muốn được quay luôn. Có chứ. Cuối cùng là ô phạt á. Phạt á. Thôi trời ơi. Cái gì vậy? Má. Chị ơi. Má. Chị ơi. Má. 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 Biết đâu. Rồi, biết đâu ai biết được. Quay cái mặt bà đó. Mày cái mặt bà đó.
ngàn lát rồi tự nhiên xuống cái 500 ngàn nó sạch mặt rồi. Chưa luôn, quay tiếp chị. Không, nhưng mà bây giờ cái này gần nhất thì thôi. Không, lấy cái chị này quay nhẹ nhàng, bao giờ chị dính thì dính, cho chị tiếng rưỡi đó. Trời ơi, cái mặt khó chịu. Hour later. Đó, thấy chưa? Ồ, rồi xong. Đó, em coi là xong mà. Em xong là cái tờ cuối cùng là của cái con. Đúng. Đó, chị ủa, hai chưa quay mà. Em thì không cần quay, em lấy cuối thôi. Mình free không em ơi, 500 ngàn lại lên. Đưa đi. Mò đồ cũng phạt theo kiểu mò đồ. Đưa. Không phải lúc mà tao cái mặt của mày sao mày nhớ lại đi. Tao cho tăng 1 tiếng đồng hồ. Rồi tiếng rưỡi mà. Đó hả, 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi mà. Chết mày. Đây, thank you. Mấy chị quay trước. Con em quay đi. Em lấy cái cuối. Chị thì đã đầu tư rồi. Chị đã đầu tư rồi. Chị đã đầu tư rồi. Bây giờ tới em được quay tiếng rưỡi đó. Vui lên chị để cái nọng quá kìa. Ê. Rồi. Rồi, cô chị. Đây.